và các bạn vừa được thưởng thức chất âm và ngắm nhìn tuyệt phẩm loa nổi tiếng đến từ California, Mỹ với cặp loa sạc pin Vega Modern ProStack PS15S25 mã. Sở hữu 3 quay với bát siêu trầm 40, trung kèn và chắc kèn với quả trung kèn khủng trên Modern loa sở hữu 3 quay. Đây là một trong những Modern nổi tiếng nhất hãng cho phong cách karaoke chuyên nghiệp cũng như kết hợp nghe nhạc cực kỳ là tuyệt vời. Với công suất mạnh mẽ lên tới 1.200W và độ nhạy cao tới 128dB. Và đồng thời chúng ta thấy được rằng nó sở hữu uy lực mạnh mẽ cũng như phong cách rất là sang trọng. Xin mời quý vị cùng thưởng thức tiếp theo một vài thể loại nhạc quen thuộc, những thể loại nhạc tiết tấu chậm, ví dụ như là bolero hay trữ tình. Quý vị sẽ thấy được rằng đây là một trong những tuyệt phẩm loa sở hữu mang theo chất âm, chơi đa dạng các thể loại nhạc phổ thông nhất trên thị trường và karaoke chuyên nghiệp, chất âm không bàn luận. Đây cũng là một trong những Modern bỏ xa tầm tiền cũng như chất âm của JBL 825 hay 925 hoặc 835. Chất âm vô cùng ngọt ngào và chi tiết như chúng ta đang được thưởng thức. Xin mời quý vị cùng ngắm nhìn câu hình của sạc pin Vega đến từ Mỹ. Trước máy quay chúng ta đang được thưởng thức chất âm và ngắm nhìn tuyệt phẩm loa đến từ California, Mỹ cho cặp sạc pin Vega Modern ProStack PS15S25 mã. Với công suất cho cặp loa này lên tới 1.200W và trở kháng 8 ohm cũng như độ nhạy cao tới 128dB. Đó, độ nhạy này thì quý vị chơi các thể loại nhạc và karaoke thì miễn bàn luận rồi. Và đây cũng là những cặp loa rất là đẹp. Đó, đẹp hay không thì xin mời quý vị ngắm nhìn là cự ly cận cảnh. Lác đác trên thị trường thì tôi cũng thấy một vài anh em bán thì những cái dòng loa này. Lâu lâu thì cũng thấy một vài cặp. Nhưng để săn tìm được những cái cặp loa mới và đẹp như thế này thì chắc chắn rằng quý vị thấy rằng không nhiều. Khi được gọi là loa bãi, có khi tìm toát mồ hôi. Cả mấy tháng chẳng về được một cặp đẹp như thế này. Đó, đẹp hay không thì và so sánh thì quý vị có thể nhìn ở cự ly cận cảnh. Đó. Những anh em sành chơi và kỹ tính khi mà chúng ta đầu tư mua sắm đó, bỏ tiền ra mua những cái cặp loa thì được gọi là loa bãi, giá tiền bãi nhưng mà người ta luôn lựa chọn và người ta tìm kiếm những cái cặp loa còn đang là mới thơm như thế này đó, bỏ ra đồng tiền gọi là xứng đáng với đồng tiền bát gạo, thay vì những anh em thì có một số thì lại đi ngược lại tiêu chí này, lại luôn luôn tìm những cái thứ ngon bổ rẻ đó, trong khi thì chẳng bỏ tí nào mà chẳng để tí nào, tính đi tính lại và quanh đi quẩn lại thì sắm cái này sắm cái kia thì đâm ra lại đắt là như thuốc chứ chẳng rẻ, mà trong khi này vẫn là dùng đồ dở, thậm chí là nhiều anh em thì chơi mấy cái đồ công nghệ nước thứ hai nước thứ ba hay còn gọi là tàu cựa. Với phân khúc cặp loa này ở ngưỡng ngoài 20 triệu một chút, anh em sẽ thấy rằng nó giá trị tới từng cm luôn, hàng nòi Mỹ không bàn cãi đó. Với công suất 1.200W và thùng vẫn là thùng ván ép bạch dương, những cặp loa hàng nòi của Mỹ như sạc Win Vega CVN hay PV thì một số cặp hàng nòi thì quý vị thấy rằng nó là dòng gỗ chung chuyên để đóng thùng loa, nó là siêu bền và cũng là số 1 trên thị trường.
Và đặc biệt model này được bọc da và các góc của nó ke rất là đẹp và sang trọng. Đó. Đó, quý vị nhìn này, đẹp không ạ? Rất đẹp. 1200 mắt cặp loa này nó đánh cũng phê đấy ạ. Phòng khách 100 mét nó đánh cho rụng trần thành cao luôn đấy ạ. Khi mà mở quá tầm. Ống hơi này phi 100 thở về mặt trước luôn. Bát siêu trầm 40. Gân vải lụa tẩm dầu. Anh em nhìn xem đẹp không ạ? Gân này bao anh em dùng 10 năm không hỏng này. Quên cái chuyện thay gân đi. Cũng như là mấy cặp loa nghe nhạc đánh nhẹ nhẹ. Rất mới. Màng loa này. Ngồi gần loa thơm phức luôn. Không tút tát cái gì mông má cái gì cả. Đẹp như thế này chơi cho nó xứng đáng. Bỏ ra đồng tiền. Ở ngưỡng anh em thấy những cặp loa ba quay của Tàu Khựa công nghệ của Tây mà mây mới đẹp đẹp tí hay hay tí cũng đắt đấy ạ. Có khi là tiền cá quá tiền cơm, Tàu Khựa đắt hơn cả Mỹ đấy ạ. Phần bên trên là một quả trung kèn. Đây là cái họng của nó, chiều ngang của nó thì nó vào khoảng tầm 30 trên 30. Cao thì khoảng tầm 25. Đó. Củ 16 rất là to, nó sở hữu cái họng ngang nối tầng. Bên trong của nó là họng ngang rất là to và bên tầng bên ngoài thì được giảm đanh chói. Đó. Quả kèn này nó rất là phê đấy quý vị ạ. Karaoke thì những quả kèn này quá phê rồi. Củ to cũng rất lớn. Một chiếc kèn, đó. Một chiếc kèn nằm phía bên phải này, ống hơi thở về mặt trước này. Quý vị ngắm nhìn đẹp không ạ? Tất tuốt cặp loa như thế này thì còn gì để bàn luận thêm. Karaoke thì đừng hỏi. Đó, nghe Bolero thì quý vị vừa nghe. Nóc cóc nghe càng gõ cho phê lòi luôn. Rất đẹp. Phần phối ghép thì tôi đang phối ghép cùng với con bao khủng nhất và cũng là lớn nhất của hãng Toa. Nặng tới 36 cân. Đó, nó cao tới 22. Mặt nhôm phay nhôm khối. Đó, tản nhiệt khủng khiếp luôn. Hai cái biến áp vuông. Mỗi một cái biến áp khoảng tầm mười mấy cân. Bên trên một cái biến áp và tầng bên dưới một biến áp luôn. Bốn con tụ của nó cao 15 phân một con tụ. Nó to đúng bằng bốn cái lon bia luôn. Cao hơn lon bia luôn. Tụ này nó cao gần gấp rưỡi một cái lon bia thông thường luôn. Nặng 36 cân. Công suất 960 W kênh. Đánh hai máy riêng biệt. Anh em lưu ý ạ. Đẩy thì thông hay là bao thông thường thì chỉ có một máy thôi. Với con toa này thì nó lại chơi tới hai máy luôn. Hai máy nắp cùng chung trên là một vỏ. Toa P300D. Volume riêng từng kênh luôn. Công tắc bật tắt nguồn riêng từng kênh luôn. Này, bật tắt nguồn riêng từng kênh luôn. Đó. Biến áp này. Hai cái biến áp luôn, riêng biệt. Đấy, chơi như thế này mới là stereo là toàn phần, không dính dáng gì đến nhau. Và vậy nó thể hiện chất âm nó rất là phê. Tôi chỉ có nói một điều với quý vị là nó rất là phê và nó là dòng khủng long hết số, hết tầm của hãng, 36 cân. Ông nào yếu không bê nổi một con này đâu. Bê gù xương sống. Bê bao thóc thì có khi bê được, nhưng bê cái cục sắt này thì chắc không bê được đâu. Toàn bộ nó là nhôm khối hết mà nó còn rất là mới. Đó, chơi gì chơi, bát 40, bát 50 nó đánh cho lồi loa ngoài luôn. Với cấu hình này thì không bàn. Quay trở lại với chủ đề chính thì với cặp sạc pin Vega 15 PS 25 mã, Protostech PS 15 S 25 mã đến từ Cali hoặc Nam Mỹ, mới và đẹp xuất sắc. Chất âm chơi đa thể loại nhạc và karaoke chuyên nghiệp. Trên kênh của Toàn Audio Nam Định còn rất là nhiều những cặp loa đẹp. Từ đẹp ở đây thì anh em cũng phải đồng ý quan điểm với tôi rằng không phải ai cũng gọi là đẹp. Anh em đồng ý với tôi không ạ? Thực sự một câu rằng đẹp nó phải như thế này. Đó, cũng có khi của người ta cũng là bãi, nhưng của mình cũng là bãi. Như so sánh nó như một con vệt, một con tiên nga, một thứ đến đúng vất đi rồi, một thứ nó còn mới toát lên cái màu sắc từ cái màng loa, từ cái gân, đó, từng cm nó đẹp như thế này. Đó, trong khi tiền thì cũng xem nhau, thậm chí là hơn kém nhau một đôi triệu là chuyện đương nhiên, nhưng chúng ta bỏ ra đồng tiền nó xứng đáng với công sức mồ hôi mà chúng ta vất vả mà có. Xin chân thành cảm ơn. Đây là những điều chia sẻ với anh em trong lần clip này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.